Xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh đi qua tình hình nha. Hôm nay tiếp tục giới thiệu tới anh em một số cái dụng cụ của Nhật anh em ha. Ok, trên màn hình em thấy tầm 13 món anh em ha, 13 số. Nhưng mà nó rất là nhiều món bởi vì một cái combo nó có combo tới 6-7 món anh em ha. Ok, anh em nào quan tâm tới dụng cụ Nhật anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha. Đồng thời anh em bấm chuông thông báo bên cạnh để thể cập nhật các video bên mình một cách nhanh nhất nha. Anh em quan tâm tới món nào thì anh em vui lòng xem thật kỹ cái mô tả của mình về tình trạng kích thước, cân nặng rồi của từng món để anh em có thể lựa đúng cái món mình cần nha. Rất cảm ơn anh em ha. Ok, mình sẽ đi vô giới thiệu cụ thể với anh em từng số một ha. Rồi, ở đây thì cái combo đầu tiên là một cái combo về đuôi chuột anh em nha. Thứ nhất là về giá, thứ hai là về về cái kích thước á, thì cái bộ này nó sẽ rất là kén khách ha. Bởi vì rất là ít anh em mà xài tới cái số này, là số maximum là tới 41 nha. Nhưng mà nếu mà anh em cần hoặc là anh em muốn sưu tầm một cái bộ nó tương đối thôi đầy đủ thì cái này nó rất là tiện với anh em, và thực sự là giá nó sẽ rất là tốt ha. Bởi vì đây là gồm những cây phải nói là không phải là to nữa mà thuộc loại khổng lồ anh em nha. Ví dụ như cây cuối này nè, đợt trước mình có bán một cái combo hình như là 5-6 cây như giá 700.000, nhưng mà giá cái số nó maximum hình như là 32 35 thôi, đợt này là tới 41 nha. Một cây 41 nó nặng gần bằng 5 cây kia. Và thật sự giá nó thì mua luôn combo thì lúc nào nó cũng sẽ cực kỳ tốt anh em ha. Với những cái số nhỏ như vậy thì giá nó tầm 150 một cây anh em nha. Đã, còn ba cây cuối thì giá nó là 200, 300, 400. Đã, cho nên mua nguyên bộ thì giá nó rất là ok cho anh em luôn. Đợt này thì hình như còn bao nhiêu đây, mình sẽ gom hết ha. Và rất may là một cái số lớn này số nó không có trùng nhau nha. Đã. Rồi, mình sẽ đi vô giới thiệu từng cây một anh em nha. Cây đầu tiên này là cây nó chỉ có một số là số 14, cho nên nó sẽ không có cái cần gạt đảo chiều, và anh em đảo chiều bằng cách quay qua quay lại thôi ha. Đó. Cái này còn rất là mới của Super anh em nha. Đó. Super thì nó rất là nổi tiếng rồi, nên đảo chiều thì quay đây thôi. Đó. Rất là ok ha. Cây số 2 là một trong những cây mà anh em rất rất là thích luôn ha. Cái số này là những số rất là cần, 17, 19 anh em nha. Và bề ngoài nó thì nó còn quá quá là ok so với cái đời của nó anh em ha. Cái này của hãng top nha, 17 19 ha. Tất cả trơn tru anh em ha. Ok. Tiếp theo là một cái cây thuộc loại huyền thoại anh em ha, 17 21 của MCC nha. Ok, rồi. Một cây 21 26 anh em nha. Cây 21 26 ha. Ok, cây này quá mới luôn nè em ha. Một cây của top tiếp ha. Tiếp theo là cây của MCC. Cây 32 32 36 anh em nha. Cây này bắt đầu rất là nặng rồi. Tiếng nghe khủng khiếp anh em ha. Đây. Rất là dày, rất là nặng ha. Nói chung hàng này xài thì không biết tới khi nào mới hư nổi anh em ha. Đó. Cái này 2 kg mấy đó. Cái này 2,2 kg anh em nha. Cây 35 và 41 anh em nha. Đó, mấy cây số lớn này nó không trùng số nào hết. Đó, rất là lời số ha. Rồi, cây 35 41 quá dày, quá mới luôn anh em ha. So với cái kích thước này thì nó còn rất là mới. Bây giờ anh em biết những cái cây số lớn này thì nó làm nó vào những cái việc rất là lớn anh em nha. Đó. Bên này 41 anh em ha. Này 35 rất là dày. Đó, chiều nhẹ nhàng ha. Đó, cái chỗ cho anh em có thể châm nhớt nha cho nó khi hoạt động nó trơn tru ha. Đó. Anh em nên châm nhớt bởi vì để cho mấy cái bên răng nó ăn khớp nó giảm ma sát thì nó sẽ bền hơn anh em nha. Rồi, ok. Cái hàng nó là khổng lồ anh em ha, 35 41. Bộ này giá 1 triệu anh em nha. Rồi tới cái combo số 2 á. Bởi vì anh em biết những cái món mà kéo cành á, lúc mà mình quay tổng quan lúc nào rất rất là nhiều anh em hỏi bởi vì nếu mà nói sỉ thì cũng đúng, cũng không có quá nhiều nha, như đợt trước cũng khá là nhiều nhưng mà tầm 100 cây thôi thì cũng thể gọi bỏ sỉ được ha. Nhưng mà mình sẽ soạn tầm như cái bộ số 2 ha.
anh em mà mua về dọn thì anh em cũng phải biết một vài cái kỹ năng để mà anh em có thể dọn được nha. Còn nếu mà anh em muốn mua về xài liền á thì mình khuyên là tuyệt đối không nên nha. Đó, những cái cây keo trắng đỏ này thì hàng, ví dụ hàng đẹp thì giá nó sẽ dao động quanh 250 ngàn anh em ha. Đó, có thể trên có thể dưới, nhưng mà trước giờ thì mình nói chung mình chưa thấy cái cây nào mình hài lòng mình bán tới giá 300 ngàn anh em nha, chỉ từ 250 trở xuống thôi. Bởi vì anh em biết là nó về thường là cái mép zin của nó không có còn được 100% anh em ha. Đó, còn cái keo trắng đỏ này cái thép nó rất là tốt, cho nên anh em cắt á, nó sẽ rất là anh em cảm giác nó rất là ngọt nha. Nếu mà khi anh em mài nó tốt rồi ha, cảm giác cắt rất là ngọt. Đó, cái cảm giác của nó thì so với thép đúc có thể nói là cũng tầm 80 anh em ha. Đó, thép thật sự rất là tốt. Đó, cái combo số 2 này thì 2 4 5 cây kéo trắng đỏ và hai cây tỉa tỉa cành, tỉa nhánh, tỉa mầm anh em nha. Rồi mình vẫn sẽ giới thiệu rất là cụ thể cho anh em để anh em có cái hướng với cái combo này ha. Giá của nó là 600 ngàn cùng 7 cây nha. Ok, rồi. Cái cây đầu tiên á, cây này có chữ nha. Không lò xo anh em á, khóa này không có ha, chữ với lại mép khá là ổn rồi, chữ quá đẹp luôn hả. Ở đây là năm cây trắng đỏ này đều là size lớn anh em nha, size lớn thì mặc định nó là 20 20.5 anh em ha. Còn cái loại size nhỏ thì là size 18 ha. Đây size lớn hết. Tiếp theo là một một cái cây trắng đỏ size lớn tiếp, cái này khá là ổn anh em ha. Tất nhiên là về anh em phải mở, có thể anh em muốn vệ sinh kỹ là anh em phải mở ốc ha, mài rồi đánh bóng này kia lại ha thì nó mới đẹp được. Cái này là mình đã đánh qua một lớp bụi, lớp reset qua rồi ha. Cái lưỡi thì anh em thấy cái lưỡi nó cũng khá là ổn ha, anh em thấy chữ ở đây nè nha, hai cái đầu có chữ nha. Có khóa luôn, cái này có khóa ha, cái này khá là ổn anh em ha. Rồi, cái này thì giá nó sẽ rất là tốt luôn á. Rồi, tiếp theo mấy cây sau thì nó sẽ không có chữ á. Cái này vỏ cũng ok, nó hơi tụt xuống tí tí nha, ốc ha. Đó, anh em nhớ mấy con ốc này anh em phải ngâm thật kỹ và anh em mở từ từ nha, gấp là nó sẽ dễ bị gãy ha, và nó mất con ốc zin thì nó sẽ rất là không hay nha. Rồi, này có khóa luôn. Mép còn rất là dày anh em ha, rất là đầy luôn. À, rồi cây số 4 nha, cây này cũng không chữ á, nhưng mà cây này form lưỡi còn rất là đẹp nha. À, cây này không có ốc anh em nha, ốc này thì rất là dễ thôi, ốc này thì hình như là ốc xấu hay sao. À, rất là dễ tìm ha. Thời điểm không nói riêng thời điểm này anh em, thời điểm trước á, thì cái này ra thì nó cũng là tính món anh em nha, mình từng mua từng cây nó giá nó cũng rất là mắc anh em ha. Đó, combo này thật sự giá rất là tốt nếu cho ai thật sự cần anh em ha. Đây, cái cuối cùng nha. Đó, cái này thì cũng không có chữ á. Đó, mép thì còn rất là đầy luôn, nhưng mà bề ngoài thì cần anh em dành tí thời gian để đánh đánh sáng đó. Con ốc này thì anh em mình nghĩ nên thay con ốc mới đây ha. Ok, rồi một cây tỉa mầm anh em nha. Rồi, cái này có chữ luôn anh em ha. Rồi, và cái mép còn zin nguyên luôn, rất là đẹp ha. Khóa bằng cao su zin luôn. Ok, thêm một cây các tỉa cành mầm này kia ha, chữ này nè. Đó, tán quá đỉnh luôn ha, về nên tán lại nha. Đó, rồi 2 4 6 8 ha, giá 600 ngàn em nha. Đó, ok, tới combo số 3 nha. Combo số 3 là combo kèm ha, combo kèm cây này là cây size lớn ha, size lớn là tầm 18.5. À, 18.5 anh em nha. Đó, cái này của Pro Gear, anh em thấy Pro Gear thì anh em nghe hơi lạ nhưng mà cái này mình đoán
trên 90% là phân nhánh của hãng ARM anh em nha, thiết kế là y chang ha. Anh em biết mấy cái hãng này thì nó hay có mấy cái tên đó, nó có thể là để nó đề xuất sang cái thị trường khác chẳng hạn, thì nó sẽ để cái tên khác nha. À, anh em biết giống như Xiaomi chẳng hạn ấy, thì nó xuất thị trường nội địa thì nó tên khác ha, nó xuất nước ngoài là tên khác, ví dụ như Poco chẳng hạn ấy. Thì mình nghĩ mấy cái này nó cũng tương tự như vậy ha, thiết kế nó không khác gì so với hãng ARM ha. À, thiết kế cái mặt kềm rất là đẹp luôn. Cái này thì răng với lại mép còn quá tốt, tay nắm thì tay nắm nhám nha, nhưng mà dưới này nó tróc tí này em thấy ha. Đó, tay nắm này zin luôn á em nha. Rồi, một cây này là cây của anh em thấy cái logo hình chữ A này thì biết là của Fujiya ha, Fujiya đời xưa nha. Fujiya đời giờ thì cái logo nó khác rồi, từ năm hình như 2004 là nó đã đổi sang cái logo khác rồi anh em ha. Đó, những cây đời xưa này thì thép cực tốt luôn, Fujiya thì tốt miễn bàn luôn anh em ha. Ok, cái cây kềm này, kìm nhọn này em ha, kìm nhọn này của Fujiya nha. Đó, rồi cây này thì size nó 16.5 này em ha. À, mép với răng còn rất là ổn luôn. Cho anh em xem kỹ kỹ tí. Đó, Fujiya thì nó quá nổi tiếng rồi anh em ha, thể nói là hãng kèm hàng đầu rồi. Fujiya bây giờ là nó mua Victor luôn rồi anh em nha, Victor Hanazuno thì nó cũng thuộc Fujiya rồi anh em ha. À, một cây này là cây Cupidu, cái này là mình đoán là hàng của Thái Lan xuất Nhật nha. Form này thì nó mình đã gặp khá nhiều cây Thái Lan xuất Nhật rồi làm form này nha, chứ không phải là mình nghĩ không phải hàng của Nhật đâu. Nhưng mà chất thép nó thực sự rất là ổn nè, thậm chí anh em nhìn đây thì anh em thấy được một cái lớp thép thứ hai ha. Đó, cho nên nó rất là bén nha, và nó có được cái lỗ tuốt cho nên nó rất là thuận tiện cho anh em nào làm điện ha. Rồi, combo này là gồm size nó khá lớn anh em nha, và giá nó 300 ngàn nha. À, tiếp tục giới thiệu đến em thêm một cặp kéo bướm nữa ha. Kéo bướm đợt rồi giới thiệu vài ba cặp thì anh em ủng hộ khá nhiệt tình nè. Này thêm hai cặp nữa. Một size là 10, cái này là size 10 17 ha, 17 cm. Cái này form còn khá là ổn anh em ha. Đó, khá mượt. Anh em thấy bên này nó có chữ đây nha. Và cái lưỡi nó thì tất nhiên có mài qua rồi ha. Cái độ bén này thì nó ở cái mức vừa phải, anh em cắt cành nhánh này kia là ok ha, anh em cần bén hơn thì liếc thêm tí nữa. À, mép lưỡi còn rất là dày ha, nói chung khá ổn trong tầm giá này nè em ha, 101 nha, số 4 101 ha. Số 5, cái bướm nhìn cái dáng nó nhìn thanh mảnh hơn ha. À, chắc chắn nó dài hơn rồi. Cái này size 19.5 anh em nha, cái này chữ còn khá là rõ và đẹp đây ha. À, cái lưỡi nó thì đa số mấy cái này thì anh em biết rồi, nó toàn là thép hai lớp hết ha. Đó, đây thì cái lưỡi còn khá là ok, à, đang rất là bén đây nha. Chưa rồi. Rồi, cái này thì giá là 140 anh em nha, form còn khá đẹp ha. Rồi, tới cây số 6, cây số 7 là hai cây cắt tỉa mầm. Cái này của hãng Alex anh em nha, Alex của Nhật ha, nó cũng khá nổi tiếng anh em thấy phía dưới tay nắm nè ha. Loại này thì anh em hay gặp rồi ha, số 6 giá 100 ngàn anh em nha, nó có cái khóa zin ở đây nha, anh em thấy chữ số bên đây ha, tay nắm rất là ổn luôn, là so xịn luôn. À, ở đây thì anh em nhìn kỹ thì anh em thấy được nó lại có hai lớp thép nha, kéo này nhưng mà nó cũng làm rất là cầu kỳ á, bởi vì đây là hàng hàng hãng ha, thì loại này là hàng trơn cực kỳ nhiều luôn, hàng trơn phải nói là nhiều, hàng hãng rất là nhiều á. Cái này anh em dùng để cắt cạc tông rồi này kia rất là tốt nha. À, mầm lá cành nhỏ nhỏ cũng ok luôn ha. Cái này size là 19.5, ok. Cái số 6 giá 100 ngàn nha.
Cái cây số 7 á, cây này giá 150 á, cây này rất là đẹp luôn ha. Cái này thì nó có cái này để anh em nói chung thiết kế nó cũng khá cầu kỳ. Ở dưới này nó có răng anh em nha. Đó. Nó có thêm một cái lỗ nhỏ ở đây thì theo mình nghĩ là chắc để cắt được mấy cái cọng thép chỉ chẳng hạn ha. Đó. Trên này thì là ở ngoài răng trơn, ở này là nó có răng nha. Đó. Chung thiết kế rất là cồng kềnh anh em ha, rất là hay, đẹp. Hãng LS của Nhật anh em nha. Nó size 20.5, nó dài hơn cái kia 1 cm nha. Cái này thì như mới ha, đó, số 750 nha. Số 8 là gồm một cây cắt tỉa mầm ha, rất là đẹp luôn. Đó. Cái mép là quá ổn luôn em ha, nó có một cái anh em thấy nó có một cái lỗ nhỏ ở đây ha, zin anh em chứ không phải là bị mẻ đâu. Đây là 18.5 nha. Cái này cắt tỉa mầm lá thì tuyệt vời anh em ha. Đó. Zin mà còn khá bén chưa mài luôn. À, thêm một cây cắt cành nhánh nữa, cái này form khá là hay, cái này như mình bán được vài cây rồi. Đó. Đó, là này anh em cắt cũng khá là thích tay anh em nha. Rồi bộ cặp số 8 giá 16 nha. À, tới số 9 là một bộ 4 cây ha, 4 cái này rất là nặng luôn, nặng gấp đôi cái bộ hôm qua luôn em ha, nó tới ký rưỡi à, giá là 220 nha. Anh em xem kỹ tình trạng của từng cây để anh em lựa đúng món phù hợp với nhu cầu của mình nha. Đây, đây là một cái kềm này, kềm nhổ đinh này em ha. Cái này thì size nó là 18 à. Cái mép nó thì nó ở mức bình thường thôi chứ không phải gọi là đẹp xuất sắc được ha. À. Này là có mài qua nha nè, cái này thì anh em bây giờ dùng để nhổ đinh thì vẫn ok á, nhưng mà cái mép nó hơi dày một tí, thân còn rất là đẹp ha, thép tốt. Rồi tiếp theo một cây này cũng là nhổ đinh tiếp nha. Cây này thì anh em thấy cái cữ ở đây nha, nó có một cái cữ ở đây nhưng mà nó hơi mòn á, cho nên khi anh em bấm hết cỡ thì nó hơi lố một tí ha. Đó, khi anh em bấm hết cỡ nó hơi lố con tí và nó kênh này qua. Đó, vậy thôi. Chứ còn nếu anh em canh lại cái cữ đúng thì nó sẽ hở như vậy nè. Một số loại kìm nhổ đinh nó không bao giờ nó khít lại anh em ha. Đó, tới đây thôi. Để dùng để nhổ những cây đinh nó có cái tai hơi lớn lớn xíu. Ở đây thì nó có chữ Tokyo với lại chữ Nhật luôn. Size này rất là lớn và nặng nha. Đây là 24 anh em ha. Mép thì nó cũng khá ổn. Đó. Cái này hơi cấn như này tí thôi. Đó, mép cái zin nha nè. Rồi, hai cây. Tiếp theo một cây kìm kẹp ha. Kìm kẹp sắt thanh á, sắt tròn á. Sắt tròn xin lỗi anh em, sắt tròn nhưng mà sắt thanh nha. Đó. Rồi, cái này thì nó dài khủng khiếp 36 nha. Đó. Tay nắm thì cũng khá là nhỏ ha. Cái tay nắm này nó anh em về có thể canh lại tí nha. Rồi, ba cây nha nè. Tới cây cuối ha, cây cuối này cũng dùng vào nhổ đinh, cái này thì cái mép nó hơi xấu anh em ha. Đó, về anh em nhưng mà với cái kết cấu này về anh em tận dụng làm được nhiều việc anh em ha, kẹp hoặc là thật ra nó nhổ đinh lớn lớn thì vẫn tạm tạm được ha. Đó. Anh em lưu ý cái mô tả của mình nha. Rồi 4 cây ha, giá nó là 220 nha. Cái này là cái miệng không có được đẹp nha. Rồi tới cây số 10 nha nè. Cây số 10 là một cây cưa hai lưỡi. Cái này là của hãng Topman ha. Topman có một số mình đã từng bán một số cái cây kèm rất là xịn luôn. Có thêm cái chữ Mickey ở đây anh em nha. Đó. Mickey nó cũng rất là hay sản xuất cưa anh em ha. Mình không hiểu là Topman nhưng mà nó là có cái chữ Mickey Japan đây. Mickey không biết tiếng Nhật là gì, không rõ lắm ha. Hãng này nó cũng tương đối nổi tiếng anh em ha. Rồi. Cái này thì anh em muốn giữ chặt là anh em đẩy mạnh lên tí xíu thôi. Đó, là nó sẽ giữ rất là chặt nha. Đó. Anh em cưa cái hướng này á, thì cái loại thật ra cái cưa này á, mình cưa nhiều nhất là phía bên này.
Bởi vì mình con cái thiết kế này mình thấy nó hơi lạ lạ, cái đó là cái bên răng thô này nó cái độ lớn của nó thì nó thậm chí là cái răng nó còn nhỏ hơn cái răng bên này nữa. Nhưng mà khi nem cưa bên này nè, răng nó nhỏ hơn nha, nhưng mà khi cưa nó lại nặng hơn bên này, bởi vì bên này cái một cái răng cưa nó gồm tới ba cái đường vát lận, cho nên nem cưa nó rất là đã tay luôn, rất là nhẹ tay ha. Bên này thì nó không cưa, bên này thì nem không cần cái độ giữ nha. Còn cưa bên này thì nem phải cần có cái độ giữ á. Độ giữ bên phía này nó hơi yếu xíu. Rồi, có lẽ phải mở ra canh lại tí ha. Bây giờ cái này ốc rồi canh dễ nè, nên có thể mở được nha. Em mà cưa nặng thì nó sẽ hơi bật xíu, bên này nó chưa được giữ tốt nha. Đó. Ok, thiết kế số 10 nha, 100.000 anh em ha. Anh em về canh lại cái phần hướng bên răng răng thô nha. Bên này thì rất ít xài ha, nhưng mà nó là hai lưỡi thì cũng nên mở ra canh lại tí cho nó khi mình cần mình có thể xài được ha. Tất cả cái răng còn cực kỳ mới và đẹp luôn ha. Đó. Size này size khá dài so với cưa gốc anh em nha. 21 ha, và nó dài tới 48 rồi. Rất là dài ha. Ok. Anh em gấp lại thì bấm này vô thôi. Đó, số 10 100.000 nha. Số 11 là một cây cưa Z ha. Cây này thì mình bán quá nhiều rồi. Nó, tay nắm và cái lưỡi là zin theo nó luôn ha. Răng thì còn quá đẹp rồi ha. Hãng Z tay nắm này anh em nhìn thấy nó cứng cứng nhưng mà cầm nó rất là êm tay anh em nha. Z của Nhật rất là xịn này ha. Cái này thì lưỡi nó là lưỡi 22 nha anh em. Cả tay nắm luôn của nó là 38. Giá là 101 nha, cây số 11. Combo số 12 là combo cực kỳ hay luôn. Nếu mà anh em chưa có món nào thì nó sẽ rất là tốt cho anh em luôn ha. Cái cây kéo cành này nha. Cái này được vệ sinh lại rất là đẹp ha. Combo số 12 này 3 món và giá 300 ngàn nha. Cái này bán lẻ là 170 em ha. Đó. Cái này thì thép nó quá tốt và cái thiết kế lưỡi nó rất là cầu kỳ em ha. Đó. Lưỡi nó là nguyên zin, là bén, nó chưa gần như chưa cái bị mất tí nào em ha. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Cái này là size nó như là 48 50 gì. À, 48.5 nha nè. Đó. So với cái loại mà kích thước ngắn mà loại nhẹ này thì nó là một trong những cái cây mà có cái thiết kế lưỡi đẹp nhất đó ha. Đó, các cái đường vát khá cầu kỳ anh em ha. Rồi. Mua luôn combo lúc nào anh em cũng sẽ có giá nó tốt hơn anh em mua từng món rất là nhiều anh em ha. Một cây cưa xếp nha. Cây cưa xếp này thì anh em thấy cái độ mở nó còn rất là chuẩn ha, rất là bén ở đây rồi ha. Bộ này thì nó thật ra nó là phục vụ tốt cho cái việc làm vườn anh em nha. Đó, anh em cưa cành nhánh bonsai này kia thì rất là ổn ha. Cái này là lưỡi 21 và cả cán của nó là 47.5 nha. Đó. Bật rất là tốt ha. Rồi. Tiếp theo là một cây liềm nha nè. Cái liềm này chữ rất là đẹp ha. Có vảy luôn nha. Có nguyên hàng vảy đây. Tay nắm cũng rất là xịn ha. Cái lưỡi nó là 16 anh em nha. Kích thước tổng thể của nó là tầm 37 ha. Ok, 3 món là giá 300 ngàn nha. Tới cây số cuối cùng là cây số 13. Cây số 13 là một cái cây kéo cành cán nhôm anh em nha. Cái phong này giá nó khá cao á, nhưng mà nó giá 150 là bởi vì anh em cần phải chỉnh lại bên nha. Là đẩy cho nó cứng hết ở đây. À. Cái này như nó bị gãy một bên nha, anh em về tháo ra hàng lại ha. Còn bên này còn rất là chắc. Đó. Và cái lưỡi này rất là xịn anh em nha. Cái lưỡi còn nguyên zin rất là bén. Cái này hai lớp luôn và rất là xịn luôn á. Gắn vô cái. Cái này thì kích thước của nó là tới 65 anh em nha, kích thước 65 ha. Nhôm khá là nhẹ nhàng ha, nhưng mà lưỡi thép rất là xịn luôn. Anh em có thể mở ốc ra và
mài khi cần thiết ha, nhưng mà tình trạng hiện tại thì chắc chắn em không cần mài đâu, đang rất là bén ha. Đó. Giá thì rất là tốt cho anh em về hàng lại nha. Giá cây số 13 này là 150 anh em nha. Mép còn bén zin ha. Ok. Rồi, mình vừa giới thiệu với anh em tuy 13 số nhưng mà rất là nhiều món ha. Anh em quan tâm tới số nào anh em vui lòng xem kỹ cái mô tả của mình và tình trạng kích thước của từng món để anh em có thể lựa đúng cái số mình cần nha. Cảm ơn anh em đã xem hết clip nha. Xin chào anh em.